Nói thiệt, nói tâm sự với mấy anh đây. Hồi đó tôi mần có tiền á, anh chị người nào cũng kêu tôi, nói thiệt, đối xử tôi rất tốt luôn. Mà tới ngày tôi mần ăn thất bại, anh em không ai nhìn ngó tôi hết. Là tôi muốn đi xa, tôi muốn tìm một người bạn đời dẫn tôi đi khỏi xứ này luôn cũng được nữa. Cái đó bữa nay tôi thật lòng tôi nói, anh em Không tôi quá đối xử tôi tàn nhẫn luôn á. có đôi lúc á, nhiều khi trong cái cuộc sống này nè, nó nhiều cái chuyện đó mình không, chính cái người thân của mình luôn nhưng mà mình cũng không có nói được đó, thì cũng đừng có bi quan quá, thì cuộc đời nó còn rất là Gái nhiều gái của em nói cái hoài đó, mẹ thấy không? Mẹ nói anh em mẹ tốt, con nói tới cái mẹ nói đó, mày đừng có động tới anh em của tao. Đó giờ mẹ thấy chưa? Hồi đó mẹ mần ăn một tháng mẹ kiếm 40-50 triệu luôn. Cái gì cũng mẹ không à. Bây giờ mẹ mần ăn thất bại, mẹ thấy mẹ bệnh hoạn hay là mẹ có chuyện gì có ai ngó ngàng đến mẹ không? Đó mẹ thấy rõ ràng chưa? Bữa nay mẹ mới biết. Thì bây giờ mẹ muốn đi kiếm tìm bạn đời, con gái nó xúi hoài luôn á. Mẹ đi kiếm bạn đời đi mẹ, mẹ đi xa xứ Việt Nam đi. Nếu mà có người nào thương mẹ, con cũng cầu chúc cho mẹ với người đó hạnh phúc nữa. Con không muốn mẹ ở đây, anh em đối xử với mẹ vậy đó. Con gái thì giờ nó sống nó hạnh phúc rồi em, chị đâu có muốn chen vô nữa. Nói chứ mình con ruột thì cũng còn Lời rể đầu mình đâu. tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình có tiếp một người chị đến từ Mỹ Tho, Tiền Giang. Dạ, chương trình xin chào chị. Dạ, em chào chương trình. Dạ, chị có thể chào khán giả và cho khán giả biết tên tuổi, năm sinh và nơi sinh sống của mình chị. Em chào anh chị em, khán giả trên cộng đồng mạng. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh 1968, ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Rồi, chị Hằng sinh năm 68, 56 tuổi. 56 tuổi, đúng 56 rồi. tuổi đến từ Tiền Giang. Tiền Giang. Công việc của mình ở Tiền Giang là hiện thời là chị làm nghề gì chị? Em buôn bán, em đi vô nhà vườn á, lấy đồ hàng bông bỏ mối quán ăn. Mà hở lấy nhiều rồi qua mấy quán ăn lấy không hết thì em ngồi chợ bán lẻ rồi em về. Rồi chị Hằng đến hôm nay đến với chương trình Mảnh ghép yêu thương nè. Tình trạng hôn nhân của mình như Em thế nào chị? ly dị chồng nay là mười mấy 20 năm rồi. Mười Nãy mấy 20 năm tới dạ nay mới có giấy hay sao? có giấy đàng hoàng luôn, dạ có giấy tờ hết luôn. Rồi khi hai anh chị mà ở với nhau mà chưa chưa ly dị á, là có người con nào không chị? Dạ có được đứa con gái. Đứa gái Dạ à, em được hai đứa cháu ngoại. được hai cháu cháu ngoại rồi Dạ hả? Rồi bây giờ người gái đó có ở chung với chị không? dạ nó ở ngoài Vũng Tàu anh. Dạ Hiện nay là chị sống một mình sống với đứa cháu ngoại, ở đi trong cháu ngoại, ngoại gái học lớp 8 sống tại thành Tiền phố Giang, thành Tiền phố Giang. Mỹ Tho, Tiền Giang. Nhà đó là nhà mình hay nhà thuê chị? Nhà em thuê. Hey, ha. Dạ Rồi cuộc sống hàng ngày của mình đi buôn đồ hàng bông rồi đó, dạ nó có ổn không chị? coi như sống được ổn, lo cháu ngoại học hành được, tháng cũng kiếm được mười mấy triệu anh. Trước giờ chị có đi lên cái chương trình nào chưa? Có lên à, có lên Thì Dân nè, Châu Nguyễn nè, Thi Hồng nè. Ba chương trình rồi hả? Dạ Rồi không được hả chị? rồi Hoa Hồng gì đó mà toàn là phỏng vấn trong Zalo không à, mà nhiều người vô xin số điện thoại với lại nói cái không có đồng quan điểm á, kỳ lắm, nói chuyện kỳ lắm, nhiều người lợi dụng nữa, lợi dụng tên vấn đề tiền bạc cũng như mình mua đồ mình gửi rồi không có gửi trả tiền lại mình là như vậy. Chỉ nói à em mua đi rồi anh trả tiền lại rồi rốt cuộc không có trả lại luôn. Là mình cũng bị lừa gạt Cũng hả? bị lừa. Nhiều không chị?
cũng vài triệu thôi, cũng bị lừa hai ba người. Hai ba Mình lần. tại vì mình sống thiệt tình thì mình nghĩ người ta đến cái kênh đó thì người ta phỏng vấn trong cái Zalo thì người ta xin số điện thoại mình, thì mình nghĩ mình thiệt thì người ta thiệt, mà mình không ngờ người ta như vậy. Còn chương trình chị đến đây nè, nếu mà chương trình tụi em phát sóng lên á, nếu mà có anh nào mà thấy chị được á, đồng quan điểm với chị á, xin số thì tụi em sẽ không cho. Có nghĩa là anh đó phải đến với chương trình tụi em, Dạ sẽ phải ghi hình y như chị vậy đó. đúng rồi, dạ Rồi chị xem anh đó nếu mà được ok á thì chị gọi cho tụi em. dạ À, thì tụi em sẽ ghép đôi cho hai anh chị lại với nhau. Dạ khi đó hai anh chị ngồi nói chuyện trao đổi, nếu mà hợp á thì cho số là quyền của anh chị. Dạ à, thì khi đó nó sẽ an toàn hơn. Dạ đúng rồi. Dạ nó sẽ tại không vì có mở trên YouTube coi cái chương trình của anh đó là thấy có kết quả, hai người đối diện với nhau nói chuyện nó hay hơn. Dạ chứ phỏng vấn qua Zalo á tại vì kiểu chương trình gì đó tụi em không không làm có ra thấy. là người thật việc thật, Dạ có nghĩa là muốn đem cái niềm vui đến để cho những cô chú anh chị, có giống như mà cái mảnh ghép của mình nó bị tan vỡ, dạ rồi bây giờ tìm một cái mảnh ghép nó phù hợp để ghép lại đi với mình suốt cái quãng đời còn lại. Rồi hôm nay chị Hằng đến với chương trình nè. Chị tìm cái ý chung nhân của mình là cái mẫu người đàn ông như thế nào chị? Lớn hơn em chừng 5-6 tuổi hoặc 10 tuổi cũng được. Mà miễn sống phải có đạo đức, phải chung thủy, đừng có gia trưởng. Rồi sao nữa chị, cứ tỏ bài hết ra đi. Có cái gì thì hai người bàn bạc với nhau, đừng có qua mặt. Mỗi cái vấn đề gì cũng vậy, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng vậy, phải bàn với nhau. Tại vì cái nửa đời này mình tìm là rất là khó. Tìm một người nửa người bạn đời mình á, rất là khó, cho nên là phải là soi xét cho kỹ lưỡng. Chị có đòi hỏi, chị có Nếu... cần cần cái người mẫu người đàn ông á là phải có kinh tế, phải có nhà cửa gì không? Thì nếu anh đó có kinh tế, nhà cửa thì tốt. Không có thì hai người thì bàn bạc với nhau, thì mướn nhà ở, lo cho trăm tuổi già cũng được. Chị cũng được ha? Dạ. Cũng dễ ha? Dạ. Miễn sao mà anh đó chung tình được rồi. Nhỏ hơn chị có chịu không? Không, nhỏ hơn không chịu. Bên lên lên kênh mấy kênh kia nhỏ hơn rồi, rồi cái kết bạn Zalo tới hồi hỏi cái nói nhỏ hơn rồi, thôi không nói chuyện nữa rồi, tự từ từ người ta biến hết à. Có nghĩa là phải lớn với tuổi hơn lại chị. Em nói anh nghe, trong cái Zalo á có Nhị Kiều cũng vô xin số nữa. Nhị Kiều vô nói xong rồi cái em đi tới gia đình của anh, cũng đi tới thật sự luôn, cũng bỏ ra mấy triệu bạc mua đồ ra mồ mã đồ cúng giùm, rồi xong nói là gửi tiền trả cho em mà tới nay cũng không trả luôn. Vậy đó, Nhị Kiều luôn đó. Em bị gạt luôn á. Chị thì chị cũng nhẹ dạ quá em hả? Cũng tới gia đình người đó luôn, rồi mấy anh chị nói là cái ông này là ổng vậy đó, bây giờ thì tùy em thôi chứ ai cũng lớn hết rồi. Thì thôi, nói chung ra mấy triệu bạc không có nhầm gì hết ráo á. Coi như bài học đi, bị hai ba người vậy đó. Cái công việc hàng ngày của mình đi bỏ mối hàng bông rồi đó chị. Dạ. Chị làm cái nghề đó lâu chưa? Em làm nay cũng có chục năm rồi. Cũng lâu rồi. Dạ. Có nghĩa là lúc ly dị chồng chưa? Ly dị rồi. Ly dị rồi mới dạ, làm cái nghề này dạ hả? Hồi đó là chồng bỏ đi là mở tiệm uống tóc, có nghề uống tóc. Mở nguyên tiệm uống tóc làm rồi sao, rồi con lớn rồi không có làm nữa, với lại ông già mất nữa, rồi không có làm. Cái lúc đó hôn nhân của mình nó có hạnh phúc? Hôn nhân cũng éo le lắm, sống chứ không có hạnh phúc anh ơi. Kiểu như ông không có thật tình, không có thật lòng. Lúc đó có cưới hỏi không chị?
có đi bỏ rượu đàng hoàng rồi kiểu như mình còn nhỏ bồng bột đó, cái thời đó còn bồng bột rồi nghe ngon tiếng ngọt rồi có bầu rồi mới làm phốt phạt rồi xong đó là mang bầu rồi ngày đó bên chồng trồng dưa kêu ổng ra phụ ngàn kêu bẻ thôi bữa nay anh đừng chạy xe nay ra bồi dưa phụ một ngày cho xong thì ổng ở nhà ổng nói ổng ăn cơm ổng ra thì trong khi đó thì ổng cuốn tiền bằng bà tiền bạc ổng đi theo nhỏ đó ở sống nay hai mặt con Có nghĩa là gom đi hết gom luôn. tiền của hai vợ chồng đi hết Dạ luôn. lúc đó hả không có chiếc xe mà để đi luôn đó anh biết nói hồi cái khóc rồi kỳ lắm. Rồi chị có biết Rồi đi chị qua hàng xóm mượn chiếc xe đạp mà bụng bầu đi kiếm chồng. nó cũng bi đát quá ha. Rồi khi khi đó chị nguyên do như thế nào mà chị biết được ảnh đi với cái người phụ nữ đó? Thì chở đồ rồi chồng ta lên kiếm á. À, Chồng cái người người chồng của thì cái bỏ người phụ dạ nữ đó lên kiếm dạ luôn á hả? người thì bỏ chồng người bỏ vợ hai người nắm tay nhau đi. Rồi sau này ở hai mặt con ổng về nay ổng về Tiền Giang ổng ở nay mấy năm rồi rồi không có cái tờ giấy ly dị mới nhờ bà chị chồng nói chị Tư ơi bây giờ cái tuổi em nó lớn xế chiều em muốn kiếm một người bạn đời để bầu bạn tâm sự mà bây giờ em không có tờ giấy nào làm sao em đi kiếm được bây giờ chị nói với em chị ra tờ làm cho em cái tờ giấy ly dị đi. Hồi đó là không cần chia tài sản luôn, không cần cung cấp luôn, tự một mình nuôi con nhờ cha mẹ ruột thì khá giả, nuôi con ăn học hết 12 luôn. Rồi tới nó làm học kế toán rồi nó mới có chồng. Vậy là cũng mới làm giấy ly dị đây Mới làm giấy ly dị này chắc 6 tháng 7 tháng gì có giấy ra, ổng tự ổng đi làm luôn. ha. Cầm cái tờ giấy tòa án đưa ra mà mừng quá trời mừng luôn. Mừng ha. Mừng dữ lắm. Giống như là mình được một cái Mình sự trút giải cái thoát khỏi gì cái đó ha. đúng rồi, trút khỏi gánh nặng đó. Rồi bây giờ giống như cái điều kiện chị đưa ra, cái mẫu người đàn ông nó thích hợp với chị như vậy đó, mà không có nhà cửa, nhưng mà ảnh cũng đạo đức, cũng siêng năng, cũng biết lo làm ăn, Thì cái đó thôi rồi cái nếu lúc mà đó là tùy như thế duyên đi anh. Nếu mà ảnh xin số anh thấy cái kênh này em dạy em nói vậy mà cho số rồi lên hai người coi bàn với nhau coi được không thì mình tiến tới. có nghĩa là như vậy nè, chương trình của tụi em á làm ra Dạ. người thật việc thật, Thì em có hiểu nghĩa những là gì anh ảnh nói em cũng hiểu cái anh rồi. nào á Dạ. mà thấy được cái video này nè Dạ. thì ảnh chủ động á, đến đây ghi hình thì tụi em sẽ báo cho chị biết là cái anh đó đó Dạ. ảnh có cái ý là muốn ghép nối với chị, và Dạ. chị xem cái video đó chị thấy có được không, Dạ. xem hình ảnh của chị cũng giống như chị đang ngồi vậy nè. Dạ em À, nói biết rồi. chuyện rồi chị thấy có hợp với mình hay không đã. Dạ. À, nếu mà hợp Đúng rồi. thì chị điện tới thì tụi em sẽ sắp xếp Cho cho hai anh chị người. ngồi Dạ. đối mặt với nhau để mà mình nói, mình thổ lộ những cái gì của đời mình đó. Dạ. Rồi hai người thấy hợp thì cho số ha. Rồi từ Dạ. chương trình tụi em thì sẽ giữ bảo mật hết tất cả cho anh chị. Ngoài cái công việc hàng ngày mình bề bộn á, vất vả hàng ngày, thì chị có tìm cái niềm vui gì cho mình Không, đi làm xong rồi về nhà đưa cháu ngoại đi học. không? Đưa rước đi học rồi tối rồi đi lấy tiền. Cũng như mình ban ngày mình bỏ máu vậy đó, cái tối mình đi gom tiền. Cái phim mình đi nữa vậy đó. Cuộc sống khép kín như vậy nó cứ Không có nói chung ra thì đi buôn bán bạn hàng trai gái gì cũng có hết mà vui lắm mà đều người ta có chồng có vợ hết à có mấy bạn cũng đòi làm mai mà cũng có tìm hiểu mấy người mà đều thấy không có tiếng nói chung rồi thôi không có quen cũng như làm bạn thôi cũng có tìm hiểu ha dạ mà không được. Rồi chị ấn tượng nhất trong cái những cái cuộc tình nào mà thông qua mạng mà chị bị lừa đảo đó? ấn tượng nhất hả ông Nhì Kiều đó ông đó là tên Hải Văn ông ở Mỹ luôn
ổng kêu mình đi tới gia đình của ổng bên ổng hết, rồi ra mồ mả của bên ổng hết chụp gửi qua cho ổng, rồi mua trái cây này kia. Ổng nói để ổng gửi tiền gì ổng trả, mà tới giờ ổng cũng không trả luôn. Ngày qua tôi có nói trên Zalo, nói tại sao anh nói là anh gửi cho tiền cho chị hai Sương đặng đem tiền lên cho tôi mà tới nay anh không trả tiền cho tôi, rồi ổng không trả lời gì hết luôn. Cái đó là cái mối tình ấn tượng nhất ở với trên ấn tượng trên Zalo là cái anh đó ở trên kết nối thì dân, anh đó là tên Đức nữa, ở Vũng Tàu. Ổng là võ văn Đức mà bây giờ là ổng lấy là võ văn Luân, ổng hai tên lận đó. Ổng cũng làm cho tôi hụt hẫng lắm. Rồi bây giờ chị còn thấm cái nỗi đau đó không? Thấm lắm. Thấm lắm hả? Ổng điện thoại, ổng Zalo tôi chặn hết rồi, ổng điện thoại ổng xin lỗi mà không có 10 cái lỗi đó tôi cũng không bỏ. Rồi bây giờ chị cũng còn đang thấm cái nỗi đau đó đúng không? Bởi vì sợ. Rồi bây giờ chị muốn kết nối với Việt Kiều nữa, chị cũng sợ sao? Ăn thua mình thôi, nghiếm tùy theo tánh người chứ. Đâu phải mỗi người người nào cũng vậy đâu. Thì không, ý ở đây chương trình tụi em gợi ý cho chị á, chị đang thấm cái nỗi đau đó, bây giờ chị chưa sợ sao mà cũng còn có cái ý nghĩ là Việt Kiều nữa. Thì thấy anh đó ảnh nói chuyện như vậy, ảnh lên trên ghi hình ảnh nói chuyện vậy mà ở ngoài coi ảnh có thật như vậy không. Có nhiều người lên ghi hình nói rất là hay mà rốt cuộc xin số điện thoại rồi nó trất quá hết ráo à, rồi. Không có đúng lời luôn. Rồi mấy anh Việt Nam bây giờ sao? Cái em đó không tiền, không nhà, không cửa, tôi bảo bọc em hết luôn, rồi rốt cuộc tiền lương hưu tôi đưa cho em giữ, rồi rốt cuộc điện thoại nói chuyện trong Zalo, cái cũng tới nhà, hai người tới nhà tìm hiểu với nhau, rồi cái hứa sắm mua này tới tháng 9 làm cái lễ này kia, kêu thì dân ghi hình. Cái giờ cái bàn nó là thôi khỏi kêu thì dân ghi hình, làm một bàn hai bàn rồi anh cho thì dân 1-2 triệu được rồi đó. Lên ghi hình thì nói rất là hay mà tới hồi gặp người đối diện xong rồi nói khác liền, đó là thấy là không có được rồi. Đó, cũng rồi, tùy theo người, anh đàn ông cũng tùy theo Việt Nam người. Mình mấy anh Việt Nam mình rất là nhiều anh tốt mà tốt rất đó là nhiều thì đó anh Việt Nam đó. Cái đó là Việt Kiều ở Vũng Tàu à. Thêm một anh ở Vũng Tàu đó, em nói anh là ở Vũng Tàu đó. Thành phố Vũng Tàu luôn á, anh Việt Kiều anh xong rồi Đức. tới dạ. Anh Việt Nam ở Vũng Tàu nữa dạ, rồi có mấy anh ở ngoài Bắc nữa. Có anh đó lên nói anh có tiền nè, bây giờ anh cầm tiền vô nhà em ở được không anh ơi, anh có tiền anh đừng có phe. Em thì em không cần vụ đó đâu, anh phe là có nhiều người dụ anh hết luôn đó. Đó vậy á. Như thế như vậy là chị cũng đã hai người là tôi bị mất 10 triệu có. Cũng thông qua mạng ha. Kệ đi. Cũng thông qua mạng xã hội coi như là bài học ha. Dạ, của đi thay người đi. Coi như bài học để mình rút kinh nghiệm trong cái cũng phải có người xấu người tốt chứ anh. Việt Nam mình cũng vậy, cũng phải có người xấu người rồi tốt. Rồi bây giờ thí dụ như vậy nè, ngoài cái anh Việt Kiều châu Âu đó, ở Việt Nam mình cũng có nhiều anh cũng tốt mà muốn đến với chị, thì chị có mở rộng cửa để có tiếp chứ. Nhận không? Có. Nếu mà anh đó có kinh tế ổn định hay là đem tôi về sống với ảnh tôi cũng chịu. Đâu có gì đâu, anh đâu phải là nhị kiều mình mới chịu. Rồi cháu ngoại thì sao? Cháu ngoại thì về với mẹ nó. Trả về đúng với mẹ rồi, đó về với mẹ nó. Bây giờ để thì mình ở tự một do mình đi thì ha. Phải có cháu ngoại chứ. Ở mình thì mình, có cháu ngoại cho nó vui hữu hỷ. Còn có mình nữa thì trả cháu ngoại đi liền. Đem cháu ngoại thì đi theo chồng. Đi theo chồng. Khó rồi thí dụ như ơi, bây giờ tìm bây giờ ảnh ở anh ở Việt Nam ảnh không có nhà nhưng mà ảnh cũng cố gắng làm việc rồi ở nhà trọ, rồi có đi không, đi theo không? Cái đó để tính sao đi anh ơi, gặp tính sao đi. Chứ nhiều người cũng nói vậy, cũng có người nói là thôi bây giờ anh với em ra mướn nhà ở, rồi anh mần bảo vệ em đi bán đó, rồi hai người góp cơm thổi lửa chung. Thì đúng rồi. Rồi lúc bệnh hoạn rồi mình phải có tích lũy số tiền nặng mình lo cái tuổi già chứ. Tự nhiên rồi sống đó rồi tới bệnh hoạn không có tiền rồi sao? Cái này không có, cái này mình đưa ra cái tình huống
Dạ. Mình đưa ra cái tình huống thí dụ nó như vậy đó, rồi trong cuộc sống mà nó nhiều cái tình huống xảy Đúng ra lắm, rồi, mình đúng đâu có rồi, anh đổi nói được tôi đâu. đồng ý rồi. À, Đúng nó không rồi. phải là như ý mình muốn đâu. Như nhiều người nói, anh có tài sản hết, anh về em, anh lo cho em hết. Rồi rốt cuộc về có lo hay không, hay là về Đó. mà mình làm trâu làm bò cho người ta. Rồi tới ngày mà người ta mất, thí dụ người ta mất, người ta còn con, là con người ta đuổi mình đi ra rồi, cái đó mình cũng trắng tay Thì luôn, không đó được cái gì luôn. Nhiều cái tình huống lắm anh ơi, thì chứ bây giờ bởi bây vậy giờ bởi vậy mới khó đưa ra cái lắm tình anh huống, ơi. Dạ. ví dụ như cái anh đó nè, anh đáp ứng đủ cái tiêu chí của chị nãy giờ đưa ra, nhưng mà ngặt có một cái là cái tài chính của anh yếu, anh không có nhà cửa, nhưng mà anh muốn xây dựng hạnh phúc với chị để đi đến cái quãng đời còn lại. Thì cái này đó chị có suy nghĩ sao? Chị phải tỏ lòng mình ra để Chắc cho cái các anh hiểu, các anh đó biết, để mà nếu mà ảnh không có gì hết mà nói là hai người mà sống mà làm gì làm cũng phải có trong mình phải có ít chút đỉnh tiền đặng lo cái cuộc sống chứ. Đi mướn nhà trọ, anh đi mướn nhà ở anh cũng phải có tiền. đúng rồi. Anh không có tiền anh ai anh cũng vô anh thấy chân người ta vậy. Rồi anh muốn buôn bán anh cũng phải có số vốn, anh đồng ý không? Thế mạng được Thôi. không? Thôi. Thôi thà là về sống với con cho rồi. À đúng rồi, Nói thiệt. cái cuộc sống này có nhiều người mình nói rất là hay, lên nói thí dụ như tôi không có cần tiền bạc, tôi không có cần nhà cửa, Nói không cần tiền bạc là chỉ xạo. cần con người biết đạo đức, sống tốt. Rồi bây giờ không có tiền là Không có sao tiền đạo lấy đức sao đây? sống. Rồi bây giờ đạo đức gì nổi, rồi làm Đó. sao hạnh phúc nổi? Đúng rồi. Cái đồng tiền nó không có, nói thẳng ra nếu mà biết sử dụng nó thì nó không quan trọng, Đúng rồi anh. nhưng mà không có nó thì nó cũng khó để mà sống. Với lại anh biết có nhiều người á, đi ra mướn nhà ở hay là gì, có nhiều cặp lắm, tôi thấy nhiều cặp rồi nắm tay nhau ở xong rồi người thì cờ bạc này kia rồi đâm ra quánh lộn này kia rồi đó cũng cũng xong Tại cuộc vì đời chị luôn. biết sao không? Cái tuổi, từng tuổi lớn tuổi như mình vậy nè, nó đã trải qua nhiều cái sự cay đắng rồi. Dạ đúng rồi Nếu anh. mà mình vấp ngã thêm một hai lần nữa Nói thà nó vậy không mệt mình mỏi nói lắm. vậy cho rồi. Nó Cái con đó người em của nói mình nó thiệt. sẽ rất là mệt mỏi. Đúng rồi anh, đúng Tại rồi. vì mình cần ở đây là cái gì? Cần một cái niềm vui, một cái an ủi để Đúng rồi, tuổi cái già. tuổi già này mình có tâm sự gì, hai người tâm sự với Đúng nhau, chia rồi. sẻ với nhau. Đó thì cuộc sống nó là hòa đồng với Chứ nhau thì nó quá tốt rồi. cuộc sống mà tiền quá thì nó cũng không có đem lại cái hạnh phúc. Hay là về mới đầu nó như vậy nhưng mà sau nó khác. Rồi có anh sĩ quan đó trên Châu Nguyễn, ảnh tên là Điền Sinh. Ảnh vô, ảnh xin ấy ảnh cũng tới nhà, ảnh chạy xe 4 chỗ, ảnh có xe hơi luôn nha. Xuống nhà tôi luôn mà ảnh nói là thu xếp trong vòng tháng 9 là em phải thu xếp hết tiền bạc hụi hàng, em phải thu xếp hết. Rồi anh sẽ nuôi cháu ngoại em dẫn theo mình luôn mà ra vùng Tây Nguyên ở. Đó. Rồi em 50 anh 50 mà phải đi xa không không liên lạc anh em gì hết. Đó là cắt hết rồi cái bảo hiểm ai ai tôi mua nay là 4 năm. Ảnh mới nói là không chơi nữa. Bây giờ mình có thể mình rút lại được không? Nếu mà đi theo ảnh là phải bỏ cái bảo hiểm đó luôn. Là anh em không có ấy, người nào xấu quá thì không tới người đó luôn. Đó là như vậy rồi thấy quen cả tháng mấy luôn á anh. Rồi nói chuyện Zalo mà chưa bao giờ mà ảnh nói là bữa nay em đi bán về có mệt không hay là sao. Ổng cứ nói bây giờ em thu xếp công chuyện tiền bạc hụi hàng em thu gọn lại tháng 9 là mình kết thúc rồi Tháng cái mấy đó là mình nói chuyện qua điện thoại hay là mặt tặng mặt luôn. có ở chung chưa? Không, cũng như tôi với cháu ngoại, ảnh chạy xe 4 chỗ xuống nhà cho biết nhà dẫn ra con gái ngoài Vũng Tàu cho con gái biết. Rồi mấy chị tôi cũng có đi theo. Rồi mấy chị tôi nói ông này khó lòng lắm nha nhà Lan, chứ không có vừa đâu nha. Thôi Quen thì cũng mà một tháng mấy mà chị cho là lâu hả? nói chuyện á, nói chuyện qua lại thôi chứ không có ai đụng ai hết á, chưa có nắm bàn tay tôi được nữa. Một tháng mấy thì
trong cái mà mình đi đến cái ổng có mời lên nhà ổng chơi, ổng nói là em thu xếp lên nhà anh hở 2-3 ngày rồi anh dẫn lại ra mắt mẹ anh, rồi xong đó rồi anh sẽ dẫn em đi coi mấy miếng đất, được thì mình kết thúc. Tại vì lúc đó nói chung là tôi cũng hụi hàng cũng nhiều lắm, tôi chơi hụi rồi tôi cũng nghèo thì không có nhà thiệt, tôi ở dưới tôi cho vay, tôi cho tiền góp thì cũng có chút đỉnh thôi, tháng kiếm 10 mấy triệu được rồi, sống đủ hai Rồi bà cháu được cái rồi. anh đó lâu chưa? Anh đó nay 2 tháng là tôi không liên lạc nữa, tại vì anh yêu cầu cao với lại anh gia trưởng quá, cái gì phải nghe lời ảnh, cái chuyện mần ăn gì là ảnh thu xếp hết, ảnh là thí quý về hưu luôn á. Ảnh là Điền Sinh, tên Điền Sinh, tướng người rất là đẹp, rất là sang luôn. Rồi nãy giờ chị em mình tâm sự nó cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ rút lại một cái là chị xem được cái clip của anh Xuân đúng không? Anh Xuân đúng không? Dạ đúng rồi anh Xuân. Chị có để ý cái clip qua cái video của anh Xuân. Mà ảnh ở nước ngoài sao ảnh về đây? Ảnh về đây được không anh? Ảnh ở Phần Lan. Dạ. Thì cái đó là do chị quyết định ở chị. Dạ. Còn ảnh thì có em cũng còn ảnh muốn có xin ảnh mà mấy ảnh có anh đồng con... ý hay không á là dạ. Sau khi cái video này đúng đưa rồi, đúng rồi. Đưa lên dạ. Ảnh sẽ xem. Dạ. Đồng ý hay không là do ảnh nữa. Dạ dạ đúng. Chứ đúng không rồi. Phải là dạ, mình rồi, muốn là rồi. Được. Muốn là được, đúng đúng rồi. Rồi. Cái nghĩa tùy là duyên nữa anh tùy ơi. Cái duyên số của Dạ mình nữa. Đúng rồi, dạ. Có đôi lúc mà nhiều khi chị chấm ảnh nhưng mà cái ảnh anh Việt không Nam chấm nào em. Đó chấm chị sao? Dạ đúng rồi. nhiều khi mình cái duyên á thì châu Âu nhưng mà cái nợ thì ở Việt Nam mình. Có cái anh nào mà ở thì dân lên xin số em xong rồi kết bạn. Rồi cái em đi làm buôn bán hoài, điện hoài em bấm máy, ổng nói em chảnh quá. Không mà cái nét mặt của chị mà đi qua bên Tây ở nó cũng na ná giống như Tây vậy. Giống lắm hả? Nó có cái na ná nó đó cái, giờ mới nghe anh nói lần đầu tiên nó á. Có một cái nét phương Tây á. Dạ. Nếu mà chị được đi qua châu Âu ở sang lắm á, về là giống cái nét giống người phương Tây vậy. Nhưng mà bây giờ nói để đi qua bên đó sống nó không còn giống như mà ngày em xưa nói đâu anh chị nghe à. Nói thiệt, nói tâm sự với mấy anh đây, hồi đó tôi mần có tiền á, anh chị người nào cũng kêu tôi, nói thiệt đối xử tôi rất tốt luôn. Mà tới ngày tôi mần ăn thất bại, anh em không ai nhìn ngó tôi hết, là tôi muốn đi xa, tôi muốn tìm một người bạn đời dẫn tôi đi khỏi xứ này luôn cũng được nữa. Cái đó bữa nay tôi thật lòng tôi nói á. Anh không, em tôi quá đối xử tôi tàn nhẫn luôn á. Có đôi lúc á, nhiều khi trong cái cuộc sống này nè, nó nhiều cái chuyện đó mình không, chính cái người thân của mình luôn, nhưng mà mình cũng không có nói được đó. Thì cũng đừng có bi quan quá, thì cuộc đời nó còn gái, rất là nhiều gái cái... của em nói hoài đó, mẹ thấy không? Mẹ nói anh em mẹ tốt, con nói tới cái mẹ nói đó, mày đừng có động tới anh em của tao. Đó giờ mẹ thấy chưa, hồi đó mẹ mần ăn một tháng mẹ kiếm 40-50 triệu luôn. Cái gì cũng mẹ không à. Bây giờ mẹ mần ăn thất bại, mẹ thấy mẹ bệnh hoạn hay là mẹ có chuyện gì có ai ngó ngàng đến mẹ không? Đó mẹ thấy rõ ràng chưa, bữa nay mẹ mới biết. Thì bây giờ mẹ muốn đi kiếm tìm bạn đời, con gái nó suối hoài luôn á. Mẹ đi kiếm bạn đời đi mẹ, mẹ đi xa xứ Việt Nam đi. Nếu mà có người nào thương mẹ, con cũng cầu chúc cho mẹ với người đó hạnh phúc nữa. Con không muốn mẹ ở đây, anh em đối xử với mẹ vậy đó. Con gái thì giờ nó sống nó hạnh phúc rồi em, chị đâu có muốn chen vô nữa. Nói chứ mình con ruột thì cũng còn rể, mình đâu ở chung được. Rồi bây giờ để mình xóa bớt những cái gì nặng nề quá nãy giờ đem tới cho chị cái sự đó không vui ha. Trong cuộc sống chị thì thế mạnh của chị là kinh doanh mua bán giỏi. Em làm gì cũng giỏi hết ráo. Cái điểm yếu của chị có cái điểm yếu gì? Biết nấu ăn. Em giúp người người ta trả quán không luôn. Thương người ha. Thương người đó.
Với lại một tháng ăn chay 10 ngày mà tháng này là ăn nguyên tháng luôn, ăn nguyên tháng ăn tương luôn. Vậy cũng tốt. Hai có mẹ thường đi con quy y chùa nay, hai mẹ con quy y đó giờ đi làm công quả không luôn không? á. Đi chùa ha. Rồi hôm nay chương trình cũng rất là cảm ơn chị đã dành thời gian quý báu của mình đến với chương trình để chị em mình phỏng vấn, trao đổi cho các anh chuẩn bị để tiến đến với chị. Nhưng mà cái mấu chốt quan trọng nhất là anh Xuân. Dạ. Thì anh Xuân, nếu mà anh xem được cái video này của chị cũng đã thổ lộ, thì anh xem và anh nghe được, thì anh hãy chủ động liên hệ với tụi em. Tụi em sẽ sắp xếp cho anh và chị gặp gỡ với nhau. Dạ. Khi anh có điều kiện về nước, khi anh về nước thì sẽ sắp xếp cho anh chị gặp nhau. Dạ. Thì chị cũng chờ đợi ha. Dạ em Nhưng chào. mà chị cũng phải mở rộng cửa ra, nếu mà cái Dạ cánh cửa dạ này không được thì đúng rồi anh, đúng rồi. còn phải mở, mình phải cho Dạ mình cái cơ hội khác. nếu mà anh nào ở xa càng tốt, em muốn đi xa Đi về ngoài Hà Nội cũng được luôn được, đi hả? luôn, Đi đi luôn đâu rồi cũng đi hết á, hả? nói thiệt Rồi. anh em giờ không có anh em ai nữa hết ráo. Rồi trước khi kết thúc chương trình nè, chị có gửi lời nào đến quý vị khán giả cũng như là cái ý chung nhân của mình không? Em gửi lời quý vị khán giả, nếu mà mấy anh chị nào mà có đi tìm bạn đời á, thì phải tìm cho kỹ nha mấy anh chị, tại vì em cũng bị lừa nhiều rồi. Lừa là lừa, vấn đề là tiền bạc thôi. Em tin người, em mua đồ em gửi cho người ta mà người ta không có trả tiền lại em, chưa gì hết là người ta lợi dụng em như vậy rồi. Em mong anh chị phải thật lòng, phải mà tìm cho kỹ chứ đừng có dội nha mấy anh chị. À, em xin chào mấy anh chị, chúc mấy anh chị càng gặp người trong ý trung nhân là sống hạnh phúc tới răng long đầu bạc. Rồi chương trình cũng cảm ơn chị. Dạ. Trước khi kết thúc chương trình thì anh em cũng có lời chúc đến quý vị khán giả và các bạn một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, em chào.